người đến người đi trên phố vô cùng nhộn nhịp. Một thợ săn cao cấp tóc vàng mắt xanh nhìn đôi bông tai giá cao ngất trong tủ mà động lòng. Sau khi suy nghĩ, anh gọi điện liên lạc với gián điệp trong công ty bảo vệ trao đổi. Sáng sớm ngày hôm nay liền đến nhà mục tiêu, thuận lợi tìm được mục tiêu của chuyến đi này. Chỉ thấy được trang bị đầy đủ, lấy tranh, tháo rời, đánh cháo, phục vị, chạy trốn. Toàn bộ quá trình không đến 180 giây, gọn gàng, tốc độ nhanh chóng. Sau khi lấy được hàng thật, anh nhanh chóng giấu trên cửa sổ trên xe, rồi lái xe vào địa điểm đã chỉ định. Đến lúc nửa đêm, Roger trong công ty bảo vệ xuất hiện đúng giờ, lái xe đến Thụy Điển phi tang. Cứ như thế, bông tai trong cửa sổ trên xe thành công đến tay vợ anh. Toàn bộ quá trình ăn trộm tỉ mỉ, không ai hay biết. Đây chính là thân phận thật sự của anh, người ăn trộm tác phẩm nghệ thuật. Anh tên là Roger, là thợ săn đầu cao cấp. Anh là người ăn trộm tác phẩm nghệ thuật, cuộc sống vô cùng mỹ mãn. Không chỉ lấy được cô vợ hoàn mỹ vừa trắng vừa cao vừa gầy, còn sống trong căn biệt thự 90 tỷ. Hơn nữa người ta không biết là Roger còn có bí mật nhỏ. Mỗi chủ nhật đều sẽ ăn 2,5 kg hàu trải qua quá trình tạo ra em bé. Có thể nói là cờ đỏ không rơi trong nhà, ngoài kia cờ rực rỡ tung bay. Chất lượng cuộc sống vô cùng tốt. Đã từng trải qua mặt trăng tròn rồi khuyết, con người vui buồn ly hợp. Roger thấy cuộc sống hoàn mỹ như vậy nhưng lại có một điểm yếu chí mạng. Đó chính là anh cao 1,68m. Vì thế để bù đắp thiếu sót này, anh luôn luôn tặng cho vợ Diana những trang sức cao cấp. Hết tiền liền khai giao với khách hàng trong công ty săn đầu, 10 lần như một. Nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến một fan gây sốc, nghịch thiên mưu toàn, hoàn toàn đổ lên đầu anh. Hôm nay, Diana đúng lúc mở buổi triển lãm tranh. Roger chính chủ không thể không đến. Vì thế, sau khi giải quyết nhân tình, đầu tiên là đến hiện trường. Nhưng Roger vừa vào cửa thì phát hiện, vợ và một người đàn ông cao 1m86 đang hành động thân mật. Chuyện này khiến anh vô cùng không vui. Sau đó, anh lập tức kiềm chế cơn tức giận lên phía trước. Người đến tên là Clark, là giám đốc điều hành của tập đoàn Hot, chuyên về hệ thống định vị GPS toàn cầu. Nhưng vì công ty bị tập đoàn Mỹ thu mua vì thế nghỉ hưu trước, đến Na Uy thừa kế biệt thự nhỏ của bà nội. Roger vừa nghe dường như có hứng thú, nhanh chóng vứt đi công ty Napoleon tuyển dụng tổng tài mới. Vì anh biết Hot và Napoleon là đối thủ cạnh tranh. Nếu anh thay thế vậy thì Clark chắc chắn có thể tỏa sáng trong sự nghiệp mùa xuân thứ hai. Vì thế Clark không thể không dao động. Quả nhiên là anh đoán đúng rồi. Thấy đối phương lấy bút ký tên Hot, Roger lập tức viết ra nhà hàng gặp mặt. Thẳng thắn nói với anh ta biệt thự của bà nội Clark nhất định có thứ mà anh ta muốn. Không đợi Roger lên kế hoạch sâu xé hành động, vợ lại lần nữa thu hút một người nữa. Thám tử cục điều tra hình sự tác phẩm nghệ thuật FBI Brett. Thấy đối phương nhìn chằm chằm đôi bông tai giá cao ngất của vợ mình, Roger biết là đối thủ đáng gờm. Sau đó vội vàng viện cớ thoát thân về nhà. Rất nhanh, đã là nửa đêm. Diana bận rộn cả ngày ở buổi triển lãm đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền chia sẻ với Roger. Đúng rồi, hôm nay Clark đến có nguyên do. Nghe anh ta nói, bà nội anh ta giấu một bức tranh tên là Thợ Săn. Bức tranh này trải qua thời chiến tranh đến bây giờ cũng 70 năm rồi. Anh ta cũng không quen biết người này, vì thế đến tìm em định giá. Em cảm thấy ít nhất cũng 1 tỷ. Nghe những lời này, Roger nhanh chóng xuống lầu gọi cho gián điệp, chuẩn bị ngày mai gặp nhau bắt đầu hành động. Chỉ cần lần này thành công, anh liền có thể trực tiếp rửa tay gác kiếm, yên tâm dưỡng già. Sau một đêm cuồng nhiệt, Roger hôn vợ chuẩn bị đi gặp Jamie. Ai biết Diana lần nữa nhắc đến vấn đề đổi biến sắc đó. Khi nào chúng ta có em bé? Lời này như cọng rơm làm gãy lưng lạc đà. Roger phẫn nộ đóng sập cửa rời đi đến một nơi hoang vu không người. Còn gián điệp Jamie đã đợi lâu rồi. Thấy khẩu súng tùy tiện đặt trên bàn, Roger vội nhắc nhở. Người anh em, tôi đã nói anh đừng chơi thứ này. Một khi nổ súng chính là cả đời. Nhưng Jamie hoàn toàn không cho là như thế. Lúc hai người đang bàn bạc chi tiết, bỗng nhiên một cô gái xông vào cần hộp quẹt. Roger cẩn thận lập tức nghiêm mặt. Người anh em, anh có thể không chịu thua kém một chút không? Lần này chỉ cần chúng ta thuận lợi, anh có thể ngủ với biết bao nhiêu em gái xinh đẹp. Tại sao phải đi yêu con điếm này? Jamie nghe xong liền bật cười. Vì anh đã hẹn với đồng nghiệp trong công ty bảo vệ rồi. Chụp ảnh lén, phát sóng trực tiếp toàn bộ. Nhưng đây không phải là kích động bình thường. Roger bất lực sau khi xác định vị trí hành động chi tiết, nhanh chóng quay về nhà. Thấy vợ chiến tranh lạnh trên giường, Roger không nói một lời nào đến phòng sách ngủ. Rất nhanh trời đã sáng, Roger như đã hẹn đến nhà hàng thuận lợi gặp được Clark đợi đã lâu. Vẫn là quy tắc cũ, Roger lấy danh nghĩa của công ty Napoleon lấy được thông tin của Clark. Cả quá trình đều không có khe hở, dường như đang đổi suy nghĩ giúp Clark vào cục. Sau khi xác nhận bức tranh nổi tiếng thợ săn ở trong nhà bà nội, Roger ghi nhớ thông tin chuyến bay của Clark. Sau đó hẹn anh ta đến phòng chơi quần vợt thiết lập mối quan hệ, đồng thời xem thử có moi ra được nhiều thông tin hơn không. Nào ngờ, Clark không phải người bình thường. Đã từng là lính đầu đời của đội đặc chủng trong quân đội, chuyên gia phụ trách theo dõi tội phạm chạy trốn, âm mưu phản quốc. Còn hôm nay chỉ là muốn lập nghiệp mà thôi. Roger có chút kinh ngạc, sau khi về nhà liền lên mạng điều tra. Quả nhiên đọc được một tin tức cũ ở chiến địa. Clark từng giết 3 tên phần tử khủng bố, đồng thời không bị thương, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Nói thật, sau khi xem tin tức này, Roger có chút kinh hãi rồi, anh muốn từ bỏ. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của số tiền khổng lồ 1 tỷ, ai có thể từ chối được chứ?
Vì thế, sau khi suy nghĩ, anh lập tức quyết định bí quá hóa liều, giở trò cũ. Cả đêm không nói gì, Jamie đi làm ở công ty bảo vệ như thường lệ cắt hết giám sát. Roger mở cửa thuận lợi vào trong. Không đến 2 phút đã tìm ra được thợ săn bức tranh nổi tiếng. Anh kìm nén sự kích động của nội tâm, nhanh chóng hạ thủ lấy bức tranh đi. Tháo gỡ, đánh cháo, phục vị. Quy tắc hành động dứt khoát không chậm chạp, không rời rạc. Sau khi làm xong, Roger nhanh chóng quay người chuẩn bị rời đi. Roger thông qua cửa sổ nhìn thấy đám trẻ đáng yêu đơn thuần. Thần kinh của nội tâm Roger đột nhiên bị dao động. Sau đó anh lập tức quyết định cho vợ một bất ngờ. Diana, anh muốn cho em một đứa con. Nào ngờ, tiếng chuông quen thuộc phía sau anh đột nhiên vang lên. Roger nghi hoặc liền theo âm thanh đi qua. Kết quả, trên chiếc giường màu trắng lại phát hiện điện thoại của vợ. Rất rõ ràng, Diana đã ngoại tình, anh bị cắm sừng rồi. Roger tức giận trực tiếp quay về nhà. Nhưng vợ lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Rất nhanh đã đến ngày gặp mặt của công ty Hot và Napoleon. Thấy dáng hai bên trò chuyện hòa hợp. Trong đầu Roger toàn là cảnh tượng đang dưới người Glad. Đối với sản phẩm minh tinh mà Glad nói, Secure GPS, định vị theo dõi toàn cầu, điều này căn bản nghe không lọt nữa. Không biết qua bao lâu, công ty Napoleon hài lòng rời đi. Hai bên chỉ cần đợi đến lần sau ký hợp đồng liền có thể vào vấn đề chính rồi. Đối mặt với cảnh tượng như thế, Roger tức giận sao mà đồng ý được. Làm mất mặt Glad tại đó. Về đợi thông báo đi, tôi sẽ tìm vài người ứng cử đến thử. Không đợi Glad phản biện lại, Roger xoay người sải bước rời đi. Sau đó, ở nhà xe liên lạc với Jamie, bảo anh ta lập tức ra tay với bức tranh, tránh đêm dài lắm mộng. Nào ngờ, ở cửa nhà xe anh lại gặp được tình nhân, Natasha. Vì tránh để bị người khác phát hiện, anh chỉ có thể để cô ta lên xe. Natasha diễn màn tái hợp, vội vàng ôm lấy đầu của Roger. Nói sẽ không nói chuyện hai người quen biết ra ngoài. Nhưng Roger sớm đã chán ghét thân xác này rồi lập tức đuổi cô ta xuống. Sau khi về nhà, Diana cố ý làm bò bít tết. Đồng thời trong lúc ăn, còn giả vờ hỏi chuyện lập nghiệp của Glad. Roger phẫn nộ lập tức lớn tiếng. Anh không chỉ sẽ không để anh ta vào, mà còn hoàn toàn phong sát anh ta ở ngành này. Không đợi Diana hỏi lại, Roger hỏi lại lần nữa. Tại sao không nhìn thấy điện thoại mà lần sinh nhật trước anh tặng em? Nghe những lời này, Diana dường như phát hiện ra cái gì đó. Ban đêm, nhân lúc Roger ngủ gọi điện thoại cho Glad, hình như muốn cắt đứt liên hệ. Roger nghe hết mọi chuyện, trái tim đau nhói. Gượng gạo cũng đến sáng, chuẩn bị lái xe đi làm. Nào ngờ, trên đường đi phát hiện thi thể của Jamie. Roger kinh ngạc mất trí. Một hồi tìm kiếm phát hiện ra kim có độc dấu trên ghế. Rất rõ ràng, đối thủ đã nhắm vào anh rồi. Lúc Jamie lấy tranh trên xe đã bị ngộ sát. Vì để tránh rắc rối, Roger vội giấu thi thể của Jamie, chuẩn bị ra ngoài vứt xác. Kết quả lúc này vợ đột nhiên đi qua, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Càng bất thường là, cô còn ôm đầu của Roger dường như có ý muốn hôn từ biệt. Roger không dám nghĩ nhiều, sau khi đẩy vợ đi, nhanh chóng đến bên hồ hoang vu. Bỏ vào người Jamie hòn đá, rồi để anh ta chìm xuống đáy hồ. Nào ngờ Jamie đột nhiên nổi lên mặt nước, sống lại rồi. Roger thấy vậy lập tức nhảy xuống cứu người, rồi đưa anh ta về căn nhà nhỏ của em gái mà anh ta hay gặp. Trước khi kích động bảo vệ, thành công khóa hệ thống giám sát của Jamie. Jamie độc vào cơ thể vô cùng đau đớn, lăn qua lăn lại trên giường, hét muốn đến bệnh viện. Nhưng sao Roger có thể đồng ý được? Rất rõ ràng, Glad lúc này đã khởi động sát tâm rồi. Anh không thể ra ngoài được. Vì thế Roger vội vã đến nhà bếp lấy sữa chuẩn bị giải độc cho Jamie. Kết quả lại phát hiện một khẩu súng trong tủ lạnh. Roger cảm nhận được sát ý của Glad theo phản xạ cầm súng lên, chuẩn bị nhét vào người phòng thân. Nhưng Jamie lại hiểu nhầm, tưởng Roger muốn giết anh ta. Sau đó lập tức bắn phản kích. Nhưng vì đau đớn mà ngắm sai, không chỉ không trúng Roger, mà còn bị Roger kinh sợ quá độ bắn phát súng, trực tiếp toi mạng. Thấy một màn hỗn độn trước mặt, Roger đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa ra ngoài liền gặp Glad với khuôn mặt thân thiện. Khoảnh khắc này, khát vọng sống của Roger tràn đầy. Lập tức chạy lên xe trước khi Glad đuổi đến ra tay. Trong lúc nguy cấp tháo chạy khỏi đó, thấy Glad không đuổi theo nữa, Roger cuối cùng cũng thở hổn hển. Nghĩ đến Glad chính là binh vương đặc biệt chuyên theo dõi tội phạm, anh vô cùng kinh sợ lập tức ở ngã ba đường lấy bức tranh trên xe của Jamie, đồng thời ở nơi hoang vắng vứt hết toàn bộ quần áo, bao gồm cả chiếc nhẫn đính hôn mà anh trân trọng nhất. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Roger thay sang quần áo của Jamie, thuận lợi đến căn cứ bí mật mà anh và Jamie thuê. Chủ nông trường vừa thấy người đến liền ép buộc đòi thu phí 5 triệu. Roger không dám phí lời, sau khi đưa tiền rồi đỗ xe vội vàng cầm bức tranh chuẩn bị giấu đi. Vì hôm nay anh ấy kiệt sức, đã không thích hợp làm chuyện phi tang. Nhưng Roger lật tung cả lên cũng không vừa ý. Đang lúc phiền não, anh đột nhiên nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng của ông chủ nông trường. Anh nhanh nhạy xông vào. Cùng lúc đó, Glad theo hệ thống định vị GPS cũng đuổi đến đây. Chủ nông trường ngang ngược thấy vậy lại đòi 5 triệu phí đỗ xe. Kết quả hiển nhiên không được như ý. Glad giết người như ra để tránh lộ vết tích liền giết người diệt khẩu. Sau đó đến căn nhà nhỏ của Roger. Bên này, trong nhà vệ sinh Roger giấu bức tranh thợ săn xong, chuẩn bị rời đi. Kết quả phát hiện Glad giống như kẹo cao su.
Anh sợ hãi vội vàng trốn vào điểm mù, nhưng mọi hành động của anh đều không thể qua được con chó Gat. Lập tức lộ ra vị trí. Thấy mạng nhỏ gặp nguy hiểm, Roger quyết tâm nhặt một cái ống nhảy vào nhà xí, để toàn thân mình vào mùi hôi thối. Bộ dạng vô cùng bi thảm, Gat đuổi đến nơi. Thấy nhà vệ vệ sinh trống không, hầm xí vô cùng thối cũng mất đi tín hiệu GPS. Anh ta chỉ có thể cau mày quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Roger mới nổi lên từ hố hầm xí. Sau khi xác nhận Gat đã đi, anh điên cuồng chạy vào rừng sâu. Cuối cùng cũng chạy đến kiệt sức, ngồi lên Mercedes của Jemir. Nhưng đến lúc khởi động, anh phát hiện Gat đã sớm phá hủy máy khởi động của anh. Roger bất lực chỉ có thể mượn máy kéo bên cạnh. Nhưng anh không có chìa khóa, chỉ có thể chạy đến nhà của chủ nông trường mượn. Kết quả lại phát hiện xác của đối phương. Dưới tình huống này, Roger không dám nán lại. Lấy chìa khóa liền lao đến bãi đậu xe chuẩn bị rời đi. Nào ngờ con chó của Gat lại đột nhiên lao vào. Cảm nhận được lực cắn xuyên qua trên vai, Roger đứng dậy ấn nó vào răng lớn của máy kéo. Cuối cùng cũng giữ được mạng nhỏ này. Nhưng không đợi Roger thở phào một hơi, anh phát hiện có người đuổi theo phía sau, hình như là Gat. Anh hoảng loạn thực hiện một loạt thao tác, cuối cùng lật người ngã vào mương. Sau khi anh tỉnh lại đã bị người đi đường đưa đến bệnh viện. Còn thời gian lúc này cũng đến ngày hôm sau. Thấy cảnh sát giao thông ngoài cửa, cũng như chiếc xe của Gat đỗ dưới lầu, Roger lập tức lập kế hoạch đánh lạc hướng cảnh sát, chuẩn bị tháo chạy, nào ngờ lại đúng lúc gặp phải cảnh sát trưởng đến. Roger chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Thấy đối phương lên án tội danh rách chủ nông trường, Roger liền thở phào nhẹ nhõm, hậm hực ngồi trên xe cảnh sát rời đi. Ai biết điều anh cần nhất lúc này chính là chỗ dựa vững chắc, đưa anh vào giấc ngủ. Nào ngờ, lúc xe cảnh sát băng qua ngã ba đường, Roger đột nhiên phát hiện xe tải mất tích trong tình báo ở trước mặt, hơn nữa còn ngăn cản đón đầu họ. Thời khắc này, Roger bỗng nhiên nghĩ đến GPS trong lời nói của Gat, sự khác thường của vợ trước khi ra ngoài. Không đợi Roger lên tiếng nhắc nhở, mọi người đều bị đâm vào vực sâu. Với khoảng cách này, nơi đây chính là chết không toàn thây. May mày ông trời không tuyệt đường sống. Hai tên cảnh sát mập ghế sau hoàn toàn chịu sự tấn công. Roger bị kẹp ở giữa, may mắn thoát nạn không chết. Cảm nhận được thi thể nóng hổi bên cạnh, Roger lập tức muốn thoát ra ngoài. Kết quả anh nhìn một cái liền đột nhiên phát hiện ra thân ảnh của Gat. Anh kinh ngạc vội vàng giả chết. Sau khi Gat xác nhận anh đã chết, định đưa tay kiểm tra. Nhưng xe cảnh sát vì va chạm nghiêm trọng mà biến dạng. Tay của anh ta căn bản không với tới được. Chỉ có thể nhìn vào mắt của Roger. Chỉ cần Roger chớp mắt một cái, anh ta liền nổ súng. Nhưng qua hồi lâu, Roger vẫn bất động. Gat được như ý muốn, lúc này mới hài lòng rời đi. Sau khi Gat xác nhận xong, Roger khó khăn bỏ ra khỏi xe cảnh sát. Thấy cảnh sát biến dạng, anh nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Dưới sự bi thương, cạo hết tóc trên đầu đi. Toàn thân run rẩy khiến người ta không khỏi đau lòng. Trong thù hận, Roger đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Sau đó anh thay sang quần áo của cảnh sát, rồi đập nát ngón tay, tiêu hủy vân tay, tạo ra cái chất giả. Sau đó vào thành phố, tìm Natasha bị vứt bỏ. Natasha vừa thấy liền vội vàng đón anh vào nhà, đồng thời giúp anh lấy cồn lau. Nhưng sau khi trải qua lần trốn thoát này, Roger cũng phòng bị, lập tức âm thầm đi theo. Quả nhiên Natasha đang gọi tình báo cho Gat. Roger tức giận lập tức khống chế, còn thành công hỏi ra được bí mật của Gat. Hóa ra công ty Hốt đã chịu nguy cấp tài chính nghiêm trọng, đang đối mặt với nguy cơ tập đoàn tài chính Mỹ nuốt chửng. Nếu muốn phá vỡ cục diện, chỉ có thể trộm kỹ thuật của công ty đối thủ Napoleon. Nhưng Gat muốn vào công ty Napoleon cần phải có sự giới thiệu của thợ săn đầu cao cấp, vì thế mới nhìn trúng Roger. Còn GPS đó chính là do cô ta lắp lên đầu Roger. Thấy Roger chìm vào suy nghĩ, Natasha lập tức đánh lén. Trong phút chốc, Roger lấy khẩu súng đã giấu sẵn. Vì để rời khỏi nơi thị phi này, Roger nhân lúc nửa đêm chạy về nhà, kể hết mọi chuyện với vợ, hy vọng họ có thể hoàn toàn trở về vị trí cũ, không ai cắm sừng ai. Huống hồ, Gat là quả bom hẹn giờ, giết người bất cứ lúc nào. Nghe những lời này, Diana không nói một lời nào, yên lặng giúp chồng xử lý vết thương. Lúc bầu không khí từ từ nóng lên, hai đôi môi dính chặt với nhau, dần dần quấn với nhau trên giường. Sau một đêm nồng nhiệt, Roger lại lẻn vào phòng pháp y. Trong lúc nguy hiểm, lấy đi túi hoa đựng tóc anh. Sau đó đến phòng ngủ của Jemir hủy bỏ toàn bộ vết tích của anh, định tiêu hủy chứng cứ. Nào ngờ, sau khi rời đi, vợ lại đến cửa nhà Gat, trong mắt tràn ngập sự mong đợi và dục vọng. Rất nhanh, Roger đã làm xong mọi chuyện, anh ta thở dài một hơi, không khỏi nghĩ lại những biến động mấy ngày nay. Nào ngờ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đến trước mặt anh. Không sai, đó chính là Gat. Cũng chính là Diana tiết lộ vị trí của anh. Thấy Roger không hề tháo chạy, Gat đứng trước giường mỉa mai, ám thị Diana ở dưới anh ta mới thỏa mãn nhất. Roger tức giận đùng đùng cầm khẩu súng của Jemir đã chuẩn bị sẵn. Gat lập tức phản kích, nào ngờ đạn sớm đã bị người ta lấy hết ra rồi, ngay sau đó liền biến thành cái giày. Hóa ra, Diana sau khi cuồng nhiệt vô số lần với Gat, cô phát hiện Gat còn không muốn con hơn Roger.
nhưng cô lại yêu Roger, vì thế mới nghe lời làm theo giúp Roger báo thù. Kết cục của mọi chuyện. Thám tử FBI thông qua manh mối phá án trong một đêm, mạnh mẽ công bố. Thành thám tử nhà nhà đều biết. Vì súng bắn chết Clark là của Jemir. Còn súng mà Clark lấy, Roger đã để lại ở căn nhà nhỏ ở nông trường. Mà chủ nhân của nó chính là Jemir. Vì thế kết luận là Jemir và Clark sát hại lẫn nhau không liên quan gì đến Roger. Còn Natasha bị rách lại là súng mà Roger nhặt được từ cảnh sát. Khẩu súng này cũng bị Roger nhét vào đầu giường của Jemir. Rất rõ ràng, đây chính là tình sát. Đối với Jemir cả đời vô danh, làm thế nào để rách kẻ trộm tranh nghệ thuật? Công ty bảo vệ mà Jemir làm lại đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ. Vì lúc vào nhà của anh chỉ cần không nhập mật mã sẽ kích động hệ thống giám sát. Đây vốn dĩ là sáng kiến của Jemir khai sáng cho đồng nghiệp. Kết quả đã trở thành thánh địa phát sóng trực tiếp cảnh Clark bị rách. Toàn cục không chê vào đâu được, không người nào hay. Sau khi thoát thân, Roger vô cùng đắc ý. Nhưng anh biết kết cục này có một lỗ hổng chí mạng. Thời gian Jemir và Clark chết không khớp với nhau. Vì thế để bịt miệng thám tử FBI, Roger không ngừng tìm fan điên cuồng thêm mắm dặm muối. Để họ vì hư danh mà che giấu hành động này, quả nhiên anh đã đoán đúng. Bộ phim kịch tính vô cùng tuyệt vời. Các bạn hãy xem bộ phim này đi. Được rồi, video kỳ này đến đây thôi. Các bạn hãy yêu thích và theo dõi chúng tôi để xem được những bộ phim hay hơn nữa.